Trần Sen ơi, Trần Sen. Điềm giữ tránh xa, điềm lành tìm tới. Điềm giữ tránh xa, điềm lành. Mày chật xó, ai nhập mày hả? Trời ơi, nay tao coi tử vi ở trên mạng á, người ta nói là nhìn theo cái hướng Tây Nam Đông Bắc là sẽ gặp được cái người mà mang vận xui đến cho mình á, nên là tao phải rải muối để trừ tà. What? Ý là mày kêu tao xui hả? Rồi mắc gì cái ghế mua ngồi chồng cái chi ạ? À? Trời mày không biết gì hết á. Tao mạng mọc nên là phải tìm mấy cái chỗ giống vậy nè, ngồi để cho nó hợp mạng, để cho có nhiều may mắn, hiểu không? Chúc vui á. Ê, đừng có soi gương. Đang giờ ngọ, kỷ tuổi mình, không có nên luôn đó. Hay, mày có thể sống như một người bình thường được không vậy Toán? Ừ thì tao cũng đang sống như người bình thường mà. Sống không nghi ngờ thì cũng có lúc bất ngờ thôi. Mày... Ủa, mà nay mày qua đây rủ tao đi chơi hả? Thì qua rủ mày đi cái màn nhện. Ê, dữ vậy sao? Không, ý là tao dọn trọ mới á, lát qua phụ tao. Ờ, để cúng xong cầm đồ ăn rồi đi luôn. Ây da, alo. Nguyên ơi, Nguyên, lấy bịch muối giùm tao với. Nè, vụ gì vậy? Nãy tao rải cho mày mà tao quên rải cho tao.